Vụ nổ ngôi sao gần trái đất vô tình tiêu diệt quái vật biển khổng lồ, to hơn một chiếc xe buýt. Hàng loạt ngôi sao phát nổ gần trái đất đã gây nên thảm họa cho nhiều loài động vật khổng lồ, trong đó có quái vật biển lớn hơn cả một chiếc xe buýt. Cách đây hàng chục triệu năm, những đại dương trên trái đất đã từng có nhiều loài động vật khổng lồ như là bò biển lớn như cá voi xanh, cá mập Megalodon dài tới 25 mét lớn hơn một chiếc xe buýt. Tuy nhiên thì cơn ác mộng bắt đầu khi cách đây 2,6 triệu năm về trước, thuộc thời kỳ Phloxian. Hàng loạt vụ nổ siêu tân tinh đã xảy ra và được cho là nguyên nhân khiến cho hơn 1 phần 3 các loài sinh vật biển to lớn, trong đó là khoái vật biển siêu cá mập Megalodon rơi vào thảm họa tuyệt chủng. Siêu tân tinh là một hiện tượng thiên văn thường xảy ra vào giai đoạn cuối cùng trong đời của một ngôi sao và đánh dấu bằng một vụ nổ lớn. Ngày nay các nhà khoa học vẫn không biết chính xác tại sao thảm họa trên lại xảy ra. Một trong những nguyên nhân chắc chắn là từ biến đổi khí hậu. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu rằng chỉ mỗi biến đổi khí hậu gây ra thảm họa trên hay còn sót nhiều bệnh ghép đáng sợ khác? Theo đó, một bài báo mới được đăng tải trên tạp chí Astrobiology cho thấy khả năng hàng loạt ngôi sao phát nổ thành siêu tân tinh là nguyên nhân khiến cho nhiều loài vật khổng lồ biến mất. Andre Melot, giáo sư đại học Kassad của nước Mỹ, cùng với nhóm các nhà thiên văn học cho rằng những ngôi sao phát nổ ở khoảng cách đủ gần khiến phóng xạ rơi xuống trái đất và với số lượng quá lớn thì có thể gây ra nhiều tác động sinh học khác. Dữ liệu nghiên cứu của một công trình vào năm 2016 cho thấy về phát hiện dấu vết của đồng vị sắt 60 được tìm thấy trong các lớp trầm tích dưới đáy biển cổ đại trên trái đất. Đây là một biến thể phóng xạ của sắt với chu kỳ bán rã khoảng 2,6 triệu năm. Melott cùng với các nhà nghiên cứu đã kết nối phát hiện trên với hàng loạt các vụ nổ siêu tân tinh xảy ra trong khoảng từ. 8,7 triệu cho tới 1,7 triệu năm trước, với khoảng cách phun trào cách trái đất chừng 325 năm ánh sáng. Theo nhà nghiên cứu, Melot, với khoảng cách đủ gần như vậy thì trái đất vẫn còn nằm trong đường đi của một lượng phóng xạ cực lớn được giải phóng từ những ngôi sao chết. Với lượng phóng xạ lớn như vậy, giáo sư Melot cho biết, chúng tôi ước tính tỷ tí lệ ung thư sẽ tăng khoảng 50% đối với một sinh vật có kích thước cỡ con người. Một con vật càng lớn như con voi hoặc là cá voi thì liều lượng bức xạ càng tăng lên. Có lẽ những sinh vật biển khổng lồ đã tiếp xúc với một lượng lớn phóng xạ này và kết quả là khiến cho chúng tuyệt dũng trong khi các sinh vật nhỏ hơn lại sống sót. Điều này cũng có thể lý giải vì sao siêu cá mập Megalodon cũng như khoảng 1 phần 3 các sinh vật biển khổng lồ khác lại không thể sống sót được cho đến thế Pleistocene trong lịch sử của trái đất. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.